Thưa quý vị, sau nhiều ngày mưa lớn thì hôm nay Bắc Bộ đã có nắng lên vào ban ngày. Mưa chỉ còn xuất hiện vào chiều tối. Điều này phần nào giảm bớt tình hình lũ đang căng thẳng trên các sông ở Bắc Bộ. Cũng như công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục mưa bão cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vẫn còn nhiều nguy hiểm tiềm ẩn kể cả khi nắng lên. Hiện nay, mực nước các sông ở Bắc Bộ đều đang giảm, nhưng biến đổi chậm. Phổ biến vẫn còn ở mức cao từ báo động 2, báo động 3. Có nơi trên báo động 3 như sông Cầu, sông Hoàng Long. Tuy nhiên, do mưa đã giảm, chỉ còn cục bộ ở một vài điểm, nên tình trạng ngập ở vùng trũng ven sông sẽ dần được cải thiện trong những ngày tới. Thì bây giờ là lượng nước ở trên dồn xuống dưới này thì là mực nước thì đang cao, nên là khả năng mà tiêu thoát nhanh mà mực nước lũ ngập lụt ấy là sẽ chậm. Cái thời gian ngập lụt là sẽ còn kéo dài. Với diễn biến mưa đã giảm được dự báo cho những ngày tới thì tình trạng ngập ở các vùng trũng thấp ven sông sẽ dần được cải thiện. Vùng ngoài đê sông Hồng tại Hà Nội sẽ rút trong 2 đến 3 ngày tới. Vùng thấp Trương Mỹ sẽ kéo dài từ 10 đến 13 ngày. Sông Tích kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Hạ lưu sông Cà Lồ từ 3 đến 5 ngày và sông Nhuệ từ 2 đến 3 ngày. Khu vực ven sông hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương thời gian rút sẽ kéo dài từ 3 đến 6 ngày. Cũng theo ông Dũng, mặc dù mưa đã giảm nhưng do đất đã bão hòa nước nên kể cả nắng lên thì nguy cơ vẫn rất cao xảy ra sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Trong những ngày qua tại các tỉnh miền Bắc đã có mưa to đến rất to. Do đó độ ẩm đất tại các khu vực miền núi phía Bắc đã gần bão hòa, đạt từ 85 đến 100%. Do đó khi mưa đã giảm thì nguy cơ cao đến rất cao, vẫn có khả năng xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và Hòa Bình. Trước những diễn biến và dự báo như vậy, các chuyên gia tiếp tục khuyến cáo người dân và các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thời gian thực sẽ được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật tại trang web luquetsatlodat.gov.vn để người dân và các địa phương chủ động theo dõi và có các biện pháp ứng phó kịp thời. Hôm qua, các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã kịp thời dập tắt vụ cháy xảy ra tại gara ô tô đặt ngay cạnh cây xăng, có địa chỉ tại xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu. Rất may, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Trước đó, tại gara ô tô 360 Khoái Châu đã xảy ra vụ cháy lớn. Ngọn lửa phát ra từ phía sau cơ sở và lan ra khu vực phía trước. Vụ cháy xảy ra khi trong xưởng vẫn còn nhiều ô tô đang sửa chữa. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên đã điều 3 xe chữa cháy, hơn 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do gara ở cạnh cây xăng nên công tác chữa cháy được tiến hành rất khẩn trương. Đến 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Cán bộ chiến sĩ cùng các công nhân trong gara đã đưa được khoảng 10 chiếc ô tô đang sửa chữa ra ngoài. Thưa quý vị, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, hàng tháng các ngân hàng phải gửi về Ngân hàng Nhà nước thông tin về các tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Hiện việc này bắt đầu được triển khai và đã đưa các hiển thị cảnh báo cho khách hàng ngay khi thực hiện giao dịch. Đang thực hiện giao dịch chuyển khoản để mua một món hàng trên mạng, chị Trang nhận được thông báo từ ngân hàng về việc tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách lừa đảo và khuyến cáo cân nhắc khi thực hiện giao dịch. Khi mà ngân hàng có thông báo như vậy thì tôi cảm thấy rất là yên tâm, tại vì trên cương vị là một khách hàng ấy thì tôi cũng không, hiện nay thì lừa đảo rất là nhiều và tôi cũng không thể biết là cái tài khoản của mình đang giao dịch có phải là lừa đảo hay không. Từ cuối tháng 6, ngân hàng này đã triển khai tính năng nhận diện thông tin tài khoản lừa đảo. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, ngân hàng đã cảnh báo cho 2.500 khách hàng và sau khi nhận tin có 1.700 khách hàng chủ động dừng giao dịch. Chúng tôi đang kỳ vọng sắp tới các ngân hàng sẽ cùng nhau kết nối vào cái cơ sở dữ liệu này của A05, cùng nhau chia sẻ các tài khoản đã phát sinh lừa đảo về A05. Sau đó thông qua A05 các ngân hàng khác nhau có thể lấy cái danh sách này về để đối chiếu các tài khoản thực hiện trước khi chuyển đi để đảm bảo an toàn cho khách của mình trong việc giao dịch điện tử. Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chậm nhất ngày mùng 10 hàng tháng, các ngân hàng phải cung cấp theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước thông tin về các tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Thế nhưng hình thức gian lận, lừa đảo của tội phạm mạng liên tục thay đổi. Các cái phương thức thủ đoạn lừa đảo hiện nay không chỉ là biến thể một hai phương thức mà có thể hàng lên hàng trăm ngàn phương thức. Và mỗi khi có những cái chính sách, có những cái sự kiện mới
thì các đối tượng lại tiếp tục nghiên cứu các kịch bản để mà dẫn dụ người bị hại vào những cái cạm bẫy để các đối tượng lừa đảo. Thậm chí tinh vi hơn thì có thể lợi dụng những cái chính sách như là chuyển đổi số của nhà nước, những cái chính sách như chúng ta cập nhật thông tin ở trên các cái ứng dụng do các cơ quan nhà nước cung cấp để dẫn dụ người dùng cài các cái ứng dụng mà có chứa mã độc. Danh sách tài khoản nghi ngờ lừa đảo do các ngân hàng gửi về Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cập nhật hiện đã lên tới con số 3.500, tăng 500 tài khoản so với cuối tháng 7 vừa qua. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dùng luôn cẩn trọng, đặc biệt tránh để điện thoại nhiễm mã độc. Phát biểu tại lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tham gia đóng góp tiết kiệm từ một ngày lương. Các cơ quan, báo chí, doanh nghiệp, đơn vị, tập thể, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ các tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tùy theo khả năng điều kiện của mình tham gia tiết kiệm, ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Sự chia sẻ, ủng hộ lúc này là nguồn động viên to lớn, thể hiện nghĩa đồng bào, tình dân tộc cao đẹp, góp phần làm bớt đi đau thương, khó nhọc để người dân bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ mong muốn nhận được nhiều sự chung tay góp sức, hưởng ứng của các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và nhân dân hướng về đồng bào đang gặp hoạn nạn khó khăn. Trong thời điểm khó khăn này, sự chung tay góp sức ủng hộ về tinh thần, vật chất để giúp đỡ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do lũ bão thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, là nghĩa cử cao đẹp, là nguồn động viên lớn với những người dân các địa phương đang phải căng mình chống chọi và khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra. Ngay sau lời phát động của lãnh đạo tỉnh, có 183 tổ chức cá nhân doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ với số tiền từ vài chục triệu đồng tới hàng tỷ đồng. Đoàn DIC cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên tham gia ủng hộ cùng chia sẻ với đồng bào bị bão lụt và cơn bão số 3 với số tiền 1 tỷ đồng. Và cũng mong rằng qua cái buổi lễ phát động này cũng kêu gọi được thêm nhiều nhân dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng tham gia đóng góp chia sẻ với đồng bào phía Bắc đã bị bão lụt sâu. Qua tổng hợp nguồn tiền ủng hộ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quyết định hỗ trợ 51 tỷ đồng cho 21 tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Trong đó, tỉnh bị thiệt hại nhiều nhất là 6 tỷ đồng, thấp nhất là 1 tỷ đồng, nhằm góp phần chia sẻ hỗ trợ nhân dân các tỉnh thành sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định lại cuộc sống. Thời gian đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 kéo dài từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2024. Mọi sự ủng hộ, cá nhân, tổ chức chuyển đến Ban Cứu trợ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa hoặc chuyển về Quỹ Cứu trợ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo số tài khoản 37610906630291049 tại kho bạc nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ đồng bào phía Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Mức phấn đấu vận động chung là mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ một ngày thu nhập trở lên. Thời gian vận động đóng góp từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2024. Số tiền quyên góp ủng hộ của đoàn viên, người lao động sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để chuyển đến các tỉnh hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện lãnh đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã ủng hộ với tổng số tiền hơn 42 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền vừa tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn đã đóng góp ủng hộ được 148 triệu đồng. Sau lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền sẽ tiếp tục tiếp nhận các nguồn hỗ trợ đóng góp của các tổ chức cá nhân đến hết ngày 10 tháng 10. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để chuyển đến đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão số 3. Thưa quý vị,
Những ngày này, bên cạnh hình ảnh lực lượng chức năng ra sức hỗ trợ người dân chống chọi, khắc phục hậu quả trong mưa lũ lịch sử xảy ra ở nhiều tỉnh thành phía Bắc, thì ở các tỉnh thành khác cũng lan tỏa hình ảnh đẹp khi người người nhà nhà chung tay góp sức hỗ trợ vật chất, tinh thần, ủng hộ đồng bào. Cùng với các tầng lớp nhân dân khác, cộng đồng, doanh nghiệp, công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có nhiều hoạt động thiết thực để quyên góp nguồn lực hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ gây ra. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, ban lãnh đạo và người lao động công ty này tập trung vận chuyển hàng hóa lên xe để gửi về miền Bắc giúp đỡ đồng bào bị thiên tai. Những thùng hàng đều được đóng gói cẩn thận, từ nhu yếu phẩm, thuốc men đến các vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Dù cuộc sống đang không mấy dư dả, nhưng với tinh thần của ít lòng nhiều, mọi sự đóng góp từ trái tim luôn có giá trị, nên hơn 40 cán bộ, công nhân lao động trong công ty đã đóng góp được 25 triệu đồng. Đồng thời công ty cũng hỗ trợ thêm 60 triệu đồng để chuyến xe nhanh chóng khởi hành. Khi mà xem được những cái hình ảnh và video về những cái vùng bão lũ như vậy thì thật sự là cảm thấy rất là xót xa và rất là thương yêu đồng bào của mình. Vì vậy là khi mà nhận được cái thông tin phát động từ công ty á, thì ngay lập tức là mỗi cá nhân của công ty đã lập tức đóng góp tiền để mà có thể kịp thời mua nhu yếu phẩm kịp cho chuyến đi ngày hôm nay để cứu trợ đồng bào. Chúng tôi muốn gửi thông điệp đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão rằng các bạn không cô đơn. Chúng tôi đồng hành cùng các bạn trong thời điểm khó khăn này và hy vọng rằng sự đóng góp của chúng tôi từ cả công ty và cá nhân sẽ mang lại phần nào sự an ủi và hỗ trợ. Hàng ngàn công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh cũng đang hướng về đồng bào miền Bắc. Các huấn luyện viên, vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh cùng Hội Võ Cổ truyền tỉnh đã quyên góp lương thực, thực phẩm, quần áo, áo phao và các vật dụng cần thiết với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Bên em cũng cùng như là các huấn luyện viên, các bộ môn của Trung tâm Thể thao chúng ta đã tích cực đóng góp và quyên góp cũng chung tay với đồng hỗ trợ cho tất cả người dân Vũng Tàu gửi một chút lòng thành tới khu vực phía Bắc và mong cho bà con của phía Bắc là vượt qua bão lụt. Ban huấn luyện các bộ môn rất là hưởng ứng, rất là tích cực. Thông qua kênh vận động từ đoàn thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì ban huấn luyện chúng tôi đang tổng hợp tất cả các nguồn hàng để mong rằng có thể sớm nhất đến được tay bà con nhân dân miền Bắc. 50 nhà thuốc thuộc Hội Nhà thuốc thành phố Vũng Tàu cũng ủng hộ nhiều loại thuốc mà người dân vùng lũ cần lúc này như thuốc cảm, sốt, thuốc đau mắt, tiêu hóa và một số tã sữa cho trẻ em cùng nước uống với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng. Tinh thần thì giữa con người với con người thì mình làm được cái gì để mình chia sẻ với nhau một tí thì mình chia sẻ. Đấy, nên nhà thuốc mình thì cũng lâu năm nên quen biết được nhiều cái nhà thuốc ở cái thành phố Vũng Tàu mình, nên mình nhờ mỗi người một tay. Liên đoàn Lao động tỉnh đang kêu gọi các cấp công đoàn tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh đóng góp ủng hộ ít nhất một ngày lương, ngày công lao động cho đồng bào bị thiên tai. Chung tay hỗ trợ và hướng về người dân miền Bắc không chỉ là trách nhiệm mà còn là hiệu lệnh từ trái tim mỗi người dân đất Việt. Giữa sự cuồng nộ của thiên nhiên, thân phận con người nhỏ bé, mong manh, nhưng vượt lên trên tất cả, tinh thần đoàn kết, thương người như thể thương thân đã góp phần lan tỏa nhiều việc làm, nghĩa cử cao đẹp, làm ấm lòng bà con vùng lũ các tỉnh phía Bắc. Chuyển sang những thông tin trong nước cũng liên quan đến tình hình khắc phục hậu quả mưa bão. Thưa quý vị, Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản liên quan tới giá dịch vụ tại cảng biển và giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Cục Hàng hải Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng tình trạng khẩn cấp, bão, lũ để tăng giá dịch vụ không phù hợp với biến động của giá thành toàn bộ so với điều kiện bình thường nhằm trục lợi. Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại cảng biển bao gồm dịch vụ cảng biển, hoa tiêu, lai dắt và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, nghiêm túc thực hiện quy định về kê khai và niêm yết giá theo quy định hiện hành. Nhằm hỗ trợ duy trì thông tin liên lạc, chia sẻ cùng khách hàng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 và tác động của lũ tại các tỉnh phía Bắc,
Tổng công ty viễn thông Mobifone đã thực hiện gửi tặng 30.000 đồng vào tài khoản di động của người dân, giúp hàng triệu khách hàng tại 22 tỉnh thành không bị gián đoạn liên lạc, với tổng giá trị hỗ trợ đợt 1 lên đến 50 tỷ đồng. Ngoài giúp trực tiếp các khách hàng chịu tác động của bão lũ các tỉnh thành phía Bắc, phát huy tinh thần nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách, hưởng ứng lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đông đảo cán bộ, nhân viên Mobifone đã cùng chung tay ủng hộ nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn. Trước đó, nhà mạng này đã triển khai chia sẻ mạng lưới với các nhà mạng khác, đảm bảo liên lạc ổn định và thông suốt cho khách hàng, kịp thời triển khai bố trí nhiều điểm phát sóng di động, vận hành máy phát điện di động, hàng tuyến cáp quang và liên tục kiểm tra chất lượng mạng tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Các cửa hàng Mobifone tại khu vực bị ảnh hưởng bởi bão cũng hỗ trợ sạc điện, cung cấp nước máy, wifi miễn phí, tặng sim điện thoại và kích hoạt sim tại chỗ cho khách hàng. Thưa quý vị, hôm nay 13 tháng 9, Vịnh Hạ Long chính thức mở cửa để các tàu du lịch hoạt động trở lại bình thường. Như vậy, sau gần một tuần sau khi cơn bão số 3 Yagi đổ bộ, tàn phá thành phố Hạ Long và các địa phương của tỉnh Quảng Ninh, nhịp sống nói chung và ngành du lịch nói riêng đã dần bình thường trở lại ở thành phố bên bờ di sản. Chiến dịch cao điểm 7 ngày đêm khắc phục hậu quả sau bão số 3 do chính quyền thành phố Hạ Long phát động đã phát huy hiệu quả. Với tinh thần hiệp lực và đồng tâm, người dân cùng với lực lượng chức năng đã chủ động tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. Các chủ tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long cũng bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn, khôi phục, hoạt động trong thời gian sớm nhất. Gần như toàn bộ 180 tàu du lịch tham quan, lưu trú tại đây đã sẵn sàng đón khách trở lại từ ngày 13 tháng 9, khi tỉnh Quảng Ninh cho phép các tàu du lịch hoạt động vận chuyển khách du lịch thăm Vịnh Hạ Long. Tôi đã chuẩn bị mọi cái tốt nhất về trang thiết bị cũng như toàn bộ cái an toàn kỹ thuật đều đã sẵn sàng phục vụ khách du lịch đến với Vịnh Hạ Long chúng ta. Ngay sau khi cơn bão đi qua, đến nay có gần 70 chuyến tàu với hơn 1.500 khách đến từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc di chuyển từ Hà Nội xuống Hạ Long. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động du lịch trên vịnh, sau ngày 10 tháng 9, hoạt động đón khách tại cảng này bị tạm dừng để thực hiện việc rà soát, kiểm tra an toàn trên vịnh. Và chúng tôi có 31 người đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và Huế. Trên đường đi chúng tôi có nghe tin về cơn bão tàn phá thành phố của các bạn. Chúng tôi rất cảm động khi thấy cây cối, nhà cửa, quê hương của các bạn bị tàn phá và mỗi người dân ở đây đều đang rất cố gắng để làm cho nơi đây khôi phục trở lại. Khách sạn vẫn đảm bảo tốt các điều kiện nghỉ dưỡng cho chúng tôi. Chương trình Thời sự tối tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 273.100 công dân trong độ tuổi thanh niên, chiếm hơn 21,7% dân số. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt hơn 65% tổng số thanh niên. Các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ hiệu quả luật thanh niên. Tổ chức đoàn hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải quyết cho hơn 35.000 lượt thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Đây là thông tin Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo với Đoàn Giám sát Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện luật thanh niên năm 2020 và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 diễn ra vào sáng nay. Buổi giám sát được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Chủ trì tại điểm cầu Trung ương là anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chấp hành tỉnh đoàn, lãnh đạo huyện Châu Đức cùng đại diện các sở ngành tham dự. Tại buổi làm việc trực tuyến với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác phối hợp triển khai thực hiện luật thanh niên năm 2020 và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh như tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đối với những người làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên, triển khai phần mềm quản lý tích hợp đồng bộ chung trên toàn quốc. Kết luận buổi làm việc, Đoàn Giám sát Trung ương Đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm vào cuộc của các sở ngành, đơn vị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong việc triển khai, thực hiện luật thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về vị trí vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản không còn phù hợp sau khi luật thanh niên năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật được ban hành.
tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể trong thực hiện luật, chiến lược, chương trình phát triển thanh niên, tăng cường đối thoại với thanh niên, quan tâm giải quyết những vấn đề kiến nghị, đề xuất chính đáng của thanh niên. Hội Nhà báo tỉnh khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động báo chí và kỹ năng dựng phim trên điện thoại cho các phóng viên, biên tập viên. Dự lễ khai mạc có ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tham gia lớp nghiệp vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI có hơn 40 học viên là phóng viên, biên tập viên báo Bà Rịa Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh và cán bộ phụ trách công tác truyền thông các sở ban ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, các học viên được giới thiệu tổng quan về kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh và quay phim bằng điện thoại di động thông minh, kỹ năng dựng clip trên thiết bị di động, tổng quan về AI và các ứng dụng của AI trong báo chí, ứng dụng AI và tự động hóa trong báo chí. Thưa quý vị, là xã duy nhất của thành phố Vũng Tàu, việc di chuyển đi lại của người dân Long Sơn đến địa bàn đất liền thành phố lẫn khu vực xung quanh còn nhiều hạn chế, cách trở. Do đó, thời gian qua, các cấp chính quyền đã dành sự quan tâm, đầu tư mọi mặt cho xã đảo, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Cũng vì vậy mà chất lượng giáo dục đào tạo tại xã Long Sơn ngày một cải thiện và nâng cao, theo kịp các địa bàn khác. Bước vào năm học mới 2024-2025, người dân Long Sơn càng thêm phấn khởi khi xã có tới 3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. 3 ngôi trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 tại xã Long Sơn đầu năm học 2024-2025, gồm trường mầm non Hướng Dương, tiểu học Long Sơn 2 và trung học cơ sở Bạch Đằng. Ngoài việc đạt các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, các trường này đều có tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 5%. Tổng số học sinh xếp loại khá giỏi đạt từ 38% trở lên, loại yếu kém không quá 5%, hạnh kiểm xếp loại khá tốt đạt từ 80% trở lên. Đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên đều đạt chuẩn. Tập thể sư phạm các trường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập. Để đạt được cái chuẩn quốc gia mức độ 1, về nhà trường đã sử dụng cơ sở vật chất là đã xây dựng cái kế hoạch bảo quản cũng như là sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất. Ngoài ra, nhà trường còn nâng cao các chất lượng giáo dục của nhà trường và phát huy cái năng lực sẵn có của giáo viên. Chúng tôi thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Đến nay thì cái chất lượng dạy và học của trường chúng tôi ngang tầm với các trường điểm trong thành phố Vũng Tàu. Và người dân xã Long Sơn thì họ rất là hài lòng. Cơ sở vật chất trường lớp khá khang trang, thiết bị đầu tư tương đối đầy đủ, cho nên phong trào dạy học của nhà trường ngày càng được nâng lên rất là rõ rệt. Xã Long Sơn hiện có 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu học tập cho con em địa phương. Trong số này, có 4 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Hiện trường tiểu học Long Sơn 1 đang trong quá trình thẩm định để được công nhận. Môi trường và điều kiện học tập của học sinh không ngừng được cải thiện, nâng cao là niềm vui, là động lực lớn đối với các bậc phụ huynh, học sinh cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường. Những năm gần đây, trường của chúng em bắt đầu đầu tư vào các thiết bị dạy học hiện đại như là TV, máy chiếu và máy tính, cũng như là các phòng học chức năng. Điều này đã tạo cho chúng em một môi trường học tập vô cùng tích cực. Các thầy cô giáo luôn yêu thương chúng em, luôn nhiệt tình sáng tạo, đổi mới các phương pháp dạy học, lôi cuốn chúng em say sưa vào bài giảng. Chúng tôi rất hài lòng với cái sự chăm sóc, dạy dỗ của các giáo viên được đào tạo với cái trình độ chuyên nghiệp. Trường cũng đạt chuẩn của quốc gia. Sự bổ sung những cái trang thiết bị dạy học hiện đại đã giúp cho đội ngũ giáo viên của chúng tôi có thể dễ dàng mang đến cho các em những cái tiết học rất là thú vị và cuốn hút. Giáo dục Long Sơn đã được đầu tư sự quan tâm về cơ sở vật chất cũng như là đưa rất là nhiều giáo viên có trình độ từ thành phố về để nâng cao cái chương trình đào tạo giáo dục. Tất cả sự quan tâm đó nó đã tạo nên một cái sự thay đổi lớn trong cái giáo dục của xã Long Sơn. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là Tết Trung Thu. Thế nhưng trái ngược với kỳ vọng, không khí tại nhiều cửa hàng, quầy sạp kinh doanh bánh Trung Thu trên địa bàn tỉnh khá trầm lắng. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Thị trường bánh Trung Thu năm nay khởi động từ đầu tháng 7 âm lịch. Bánh Trung Thu được bày bán tại các vị trí, khu vực bắt mắt người tiêu dùng, tại các góc đường, tuyến phố sầm uất.
Giá bánh vẫn giữ ổn định từ 50.000 đến hơn 100.000 đồng một chiếc như mọi năm. Những đơn vị cá nhân mua số lượng lớn còn được chiết khấu từ 20 đến 30%. Tuy nhiên, sức tiêu thụ bánh trung thu khá chậm. Hiện một số thương hiệu đã giảm giá 30% tất cả sản phẩm với hy vọng kích cầu tiêu dùng trong tuần cao điểm cuối cùng. Sức tiêu thụ nó thấp lắm. Chỉ một vài người thích ăn ngọt thì người ta còn mua mình để dùng thôi. Như bây giờ mình đang giảm giá 30% đó. Tất cả các hàng. Những khu vực đẹp mắt nhất cũng được các siêu thị dành để trưng bày sản phẩm bánh trung thu. Năm nay có nhiều loại bánh trung thu với mẫu mã thiết kế bắt mắt sang trọng được tung ra thị trường. Tuy vậy, sức mua thấp hơn hoặc chỉ tương đương năm ngoái. Sức mua của năm nay thấy là giảm hơn so với mọi năm, tại vì tình hình chắc cũng do ảnh hưởng kinh tế. Hy vọng là tuần cuối cái lượng khách mình sẽ mua nhiều hơn. Giá cả năm nay thì nói chung là cũng như các năm mọi năm trước thôi. Nhưng mà năm nay mẫu mã thì được cái là đổi mới, nhiều sự lựa chọn hơn là những năm ngoái. Bánh trung thu có hạn sử dụng ngắn ngày. Thời điểm này đã gần hết mùa trung thu nên ngành chức năng khuyến cáo người dân thận trọng khi mua tiêu dùng. Người dân nên ưu tiên chọn bánh từ các cơ sở uy tín, đọc kỹ thông tin trên nhãn mác trước khi mua và bảo quản bánh đúng cách để đảm bảo sức khỏe khi sử dụng. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí hợp tác để tạo ra các điều kiện nhằm cải thiện quan hệ song phương cũng như giải quyết vấn đề biên giới. Đây là tuyên bố được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Kumar Doval tại thành phố Saint Petersburg của Nga. Tại cuộc hội đàm bên lề cuộc họp các quan chức an ninh hàng đầu từ các quốc gia thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Kumar Doval đã thảo luận về những tiến triển đạt được gần đây trong các cuộc tham vấn về vấn đề biên giới. Hai quan chức đều khẳng định rằng sự ổn định trong quan hệ song phương là vì lợi ích lâu dài và cơ bản của người dân hai nước, cũng như có lợi cho hòa bình và phát triển trong khu vực. Liên quan đến cuộc xung đột ở Gaza, nhiều nước trên thế giới tiếp tục kêu gọi tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài suốt nhiều tháng qua ở vùng lãnh thổ này. Cộng đồng quốc tế nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho các con tin, cũng như đảm bảo tiếp cận nguồn viện trợ nhân đạo. Trung Quốc khẳng định thúc đẩy hòa bình và đàm phán là lối thoát duy nhất cho các cuộc xung đột, trong đó có xung đột Israel-Palestine, đồng thời kêu gọi tất cả các nước thúc đẩy phát triển hòa bình và quản trị toàn diện. Ai Cập và Kuwait cũng nhấn mạnh sự cấp thiết phải ngừng bắn ở dải Gaza, kêu gọi một thỏa thuận để phóng thích con tin và những người bị giam giữ, cũng như đảm bảo tiếp cận đầy đủ và vô điều kiện nguồn viện trợ nhân đạo và y tế. Hai nước này cũng kịch liệt phản đối bất kỳ kế hoạch nào di dời người Palestine ra khỏi vùng đất của họ. Ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez chủ trì cuộc họp với Bộ trưởng các nước, trong đó có Ai Cập, Qatar, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel và Palestine. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã sơ tán gần 100 người, trong đó có hàng chục trẻ em, từ Gaza đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Đây là cuộc sơ tán nhiều bệnh nhân nhất khỏi Gaza kể từ khi xung đột xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái. Các bệnh nhân đã được chuyển bằng xe cứu thương tới cửa khẩu Kerem Shalom từ Gaza, tới sân bay Ramon ở Israel, để từ đó tới Abu Dhabi, UAE. Đợt sơ tán này bao gồm 45 trẻ em và 52 người lớn mắc các bệnh như ung thư, tim mạch, dị tật bẩm sinh, các bệnh về máu và thận hoặc bị thương. WHO ước tính vẫn còn hơn 10.000 người bệnh ở Gaza đang chờ được chuyển đi. Những tin tức thế giới khác. Hôm qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, và cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đã có những tuyên bố trái chiều về việc tổ chức cuộc tranh luận tiếp theo trước ngày bầu cử, trong bối cảnh cả hai ứng cử viên đều đang gấp rút lôi kéo cử tri tại những bang dao động. Phát biểu trước những người ủng hộ ở thành phố Charlotte, bang North Carolina, một bang dao động quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới, Phó Tổng thống Harris khẳng định bà và ứng cử viên đối thủ Donald Trump nên tranh luận thêm một lần nữa trước ngày 5 tháng 11 vì cử tri cần điều đó. Ngoài ra, bà cũng cam kết bảo vệ quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân cũng như hỗ trợ doanh nghiệp. Những phát biểu của ông Donald Trump tại cuộc tranh luận thứ hai không có gì mới mẻ. Không có kế hoạch về cách giải quyết các vấn đề mà người dân Mỹ đang gặp phải.
đã đến lúc sang một trang mới. Kế hoạch của tôi là giảm 50.000 đô la Mỹ tiền thuế cho các công ty khởi nghiệp. Trong khi đó, tại bang chiến trường Arizona, cựu Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ không tham gia thêm cuộc tranh luận nào với bà Harris. Nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri, ông cho biết sẽ cắt giảm thêm thuế nếu đắc cử. Đã có hai cuộc tranh luận diễn ra và tất cả đều thành công, nên không cần phải có thêm cuộc tranh luận nào nữa. Nếu đắc cử, tôi sẽ miễn thuế cho tất cả mức thu nhập làm thêm giờ. Tôi nghĩ đây sẽ là điều tuyệt vời cho đất nước. Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi một số ý kiến thăm dò cho thấy bà Harris đã thuyết phục được nhiều cử tri hơn trong cuộc tranh luận hồi đầu tuần này. Song cựu Tổng thống Trump khẳng định rằng các cuộc thăm dò cho thấy ông có màn thể hiện tốt hơn bà Harris. Cũng tại Mỹ, hôm qua chính quyền thành phố Springfield ở bang Ohio đã tiến hành sơ tán tòa thị chính cùng nhiều tòa nhà chính quyền và một trường tiểu học do có đe dọa đánh bom. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các thông tin sai sự thật đang biến thành phố miền Trung Tây nước Mỹ đang trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận trên toàn quốc về vấn đề nhập cư. Cảnh sát Springfield cho biết, các tòa nhà của chính quyền bao gồm tòa thị chính cùng một trường tiểu học tại thành phố Springfield đã được sơ tán sau khi nhận được một email dọa đánh bom được gửi sáng 12 tháng 9 theo giờ địa phương. Nhà chức trách đã tiến hành điều tra và rà soát các cơ sở có trong danh sách bị đe dọa đánh bom. Hiện cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của email nói trên. Trong khi đó, thị trưởng Springfield cho biết mối đe dọa đến từ một người tự nhận là cư dân địa phương, bày tỏ sự thất vọng đối với vấn đề nhập cư.